Niềm vui lớn của người mẹ khi vừa sinh con là chiêm ngắm khuôn mặt ngây thơ, kháu khỉnh của con mình. Hạnh phúc vô vàn của người chồng là được chiêm ngưỡng khuôn mặt khả ái, dễ thương, phúc hậu của vợ hiền. Niềm an ủi khôn tả của người cha già cô đơn là được ôm hôn khuôn mặt dày dạn sương gió hoang đàn và mưa nắng phiêu bạc của người con duy nhất, tưởng đã chết nay lại sống, tưởng đã mất nay tìm lại được. Quả thực, khuôn mặt là phần ăn khách nhất của thân thể. Chẳng thế mà hầu hết các nền văn hóa và tôn giáo, trừ Hồi giáo có luật phụ nữ phải che mặt nơi công cộng, đều không chủ trương giấu giếm, che đậy, bao bọc, phủ kín mặt như các phần thân thể khác. Trái lại, mặt được biểu lộ, trưng bày, trình diễn vì mặt là điểm hẹn quan trọng được xếp vào hạng nhất, nên đến với ai, muốn thân quen người nào, người ta đều bắt đầu bằng công đoạn nhìn mặt, gặp mặt, giáp mặt, chạm mặt người ấy. Nhìn khuôn mặt xinh xắn, hiền lành, đôn hậu, người ta cảm thấy yên lòng, phấn khởi. Gặp nét mặt cởi mở, vui vẻ hồn nhiên, người đối diện như mở cờ trong bụng, giáp bản mặt cau có, khó ưa hình sự, ai nấy đều ngại ngùng, ngao ngán, chạm bộ mặt, đá cá, lăn dưa, không ai bảo ai. Tất cả sẽ lặng lẽ rút lui không sủi bọt, để tránh nguy cơ hậu hoạn. Khuôn mặt không những giữ vai trò quan trọng trong tương quan, giao tế, nó còn quyết định phần lớn thành công trong sinh hoạt nghề nghiệp, các công sở, xí nghiệp, cơ quan, tổ chức, hàng quán đều tuyển những người có ngoại hình đẹp, mà ngoại hình chỉ được gọi là đẹp khi có khuôn mặt đẹp, bởi khuôn mặt chiếm trên 70% các tiêu chuẩn đánh giá một người có nhan sắc. Nên rất dễ hiểu khi mặt được chọn là phần thân thể được chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ lưỡng nhất. Vừa tỉnh dậy, mặt đã được nâng niu, chiều chuộng. Đêm về, mặt vẫn được quyền nhõng nhẽo, nũng nịu, đòi người đẹp, sức phấn, thoa kem. Và các mỹ viện ngày càng mọc lên như nấm trước nhu cầu làm đẹp, mà đa số là làm đẹp khuôn mặt. Chính vì sức hấp dẫn lôi cuốn luôn khởi đi từ mặt mà khuôn mặt được đặc biệt bảo vệ, gìn giữ, săn sóc, và khi cần thiết, người ta có thể lấy da thịt từ bụng, đùi, mông để phá mặt bị biến dạng xấu xí, chứ không ai lấy da thịt từ mặt để làm đẹp những phần thân thể khác bao giờ. Nhưng cũng vì khuôn mặt có vị trí hàng đầu, giữ những vai trò quan trọng và nắm ưu thế đặc biệt trong đời sống, nên khi khuôn mặt không đẹp, không bình thường, không dễ coi dễ nhìn, nhưng xấu xí bẩm sinh hay biến dạng đến kinh dị vì tai nạn, bệnh tật, người ta đau khổ vô cùng và chịu rất nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Khi viết những dòng này, tôi nhớ đến em, người mẹ trẻ chỉ biết tức tưởi ôm mặt khóc ngày tháng đầu ở cữ, khi khuôn mặt của con trai biến dạng từng ngày vì nhiễm trùng nghiêm trọng. Thằng bé lúc sinh ra bụ bậm, xinh xắn bao nhiêu thì bây giờ xấu xí, kinh dị bấy nhiêu. Đến nỗi mấy bà cô bên chồng ác mồm ác miệng kháo láo với nhau là gia đình mình vô phúc, cứ phải cháu dâu sinh ra ác quỷ. Chồng em vì không chịu nổi áp lực nặng nề của gia đình và những lời đàm tiếu như kim chích ngày đêm làm nhức nhối của gia tộc, lối xóm, đã âm thầm tìm đường vượt biên, bỏ lại mẹ con em trong một hoàn cảnh vô cùng bi thảm những năm sau giải phóng, trong tận cùng cô độc túng thiếu vì bị mọi người bỏ rơi. Mới đó mà đã 34 năm. Hôm nay cháu đã 34 tuổi. 34 năm ở với mẹ, và chỉ một mình mẹ lo được cho cháu, đứa con tuyệt vời, dễ thương, thánh thiện của mẹ. Chỉ buồn một nỗi cơn bệnh đã tàn phá và lấy đi khuôn mặt bụ bẫm, xinh xắn, khôi ngô ngày cháu chào đời. Viết những dòng này, tôi cũng nhớ đến chị,
người vợ lính thời ly loạn, anh điển trai nhất làng, chị xinh gái nhất họ, và ai cũng thèm thuồng mơ ước hạnh phúc của anh chị. Lấy nhau chưa đầy 2 năm, một đêm lâm chiến ác liệt, anh bị trúng đạn nát bấy khuôn mặt tuấn tú của chàng trai đất Việt. Để rồi không ai có thể nhận ra anh, vì đôi mắt không còn thấy ánh sáng. Sông mũi dọc dừa biến mất, để lại một rãnh sâu hõm cắt ngang khuôn mặt. Gương mặt điển trai ngày cưới của anh không còn, chỉ còn lại một mảng xương và lớp da cháy đen nhăn nheo lồi lõm như những hốc đá hiểm trở mà ít ai dám nhìn lâu vì quá kinh dị và thương tâm. Ấy thế mà chị đã đến cuối đường đời với anh, dù con đường ấy ngập tràn nước mắt. Viết những dòng này, tôi cũng nhớ đến bạn. Người bạn có đứa con xì ke ma túy, và vào những tháng cuối đời, cháu mang thêm căn bệnh quái ác ung thư. Tôi còn nhớ buổi chiều cùng bạn vào bệnh viện thăm cháu lần chót. Hôm ấy, tôi không thể nhận ra cháu vì khuôn mặt cháu nhợt nhạt, trắng bạch. Hai má và đôi mắt trũng sâu như bốn miệng giếng, nhìn cháu như một cụ già nằm liệt lâu năm, thoi thóp chờ chết. Thật khó có thể tưởng tượng sức người có thể vượt qua cơn đau kinh hoàng trên thân xác cháu và nỗi đau rùng rợn trong tâm hồn bạn. Người cha đau khổ bất lực nhìn con trai đang yếu ớt vận dụng mọi khả năng, sức lực chống lại thần chết đã đứng sát bên giường. Khi nghĩ đến em, đến chị, đến bạn, những người đã chịu đựng những mất mát khủng khiếp và những buồn tủi xót xa, khi nét đẹp và tình trạng bình thường của khuôn mặt người thân bị tước đoạt vì bệnh tật, tai nạn, chiến tranh. Và hơn ai hết, những người như em, như chị, như bạn mới hiểu cái giá vô giá của khuôn mặt con người. Viết về khuôn mặt, tôi không chỉ nghĩ đến, ngưỡng mộ và đồng cảm với em, với chị và với bạn. Tôi còn nhận ra qua em, qua chị, qua bạn khuôn mặt của Đức Giêsu, người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa Giave, được ngôn sứ Isai tin báo trong Cựu Ước và thực hiện trong những ngày thương khó và chịu chết ở Jerusalem. Người tôi tớ trung tín ấy đã giơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị mắng nhiếc vì nhổ, bị khinh khi ruồng rẫy phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật, bị ngược đãi như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, bị ức hiếp, buộc tội rồi bị thủ tiêu. Để rồi, người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích, và ai thấy đều che mặt không thèm nhìn. Khuôn mặt không còn đẹp đẽ nhưng biến dạng xấu xí, kinh dị đến độ không ai dám nhìn vì ghê sợ. Đó chính là khuôn mặt Đức Giêsu trước Thượng Hội đồng tại dinh Thượng tế Caipha. Ở đó, các kinh sư kỳ mục đã tề tựu sẵn và họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh người. Có kẻ lại tát vào mặt người. Khuôn mặt của con Thiên Chúa còn biến dạng kỳ dị, hãi hùng hơn bội phần sau trận đòn chí tử tại dinh tổng trấn Philato. Trước khi ông này trao ngài cho các thượng tế, kỳ mục Do Thái đem đi đóng đinh vào thập giá, lăng nhục, hành hạ Đức Giêsu như thế vẫn chưa đủ và hả dạ. Họ còn sai lính lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm phương miệng đặt lên đầu người và trao vào tay người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng: Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái. Rồi chúng khạc nhổ vào người và lấy cây sậy mà đập vào đầu người. Thế rồi, trên đường vác thập giá lên núi Sò để chịu đóng đinh, ngoài ông Simon, người gốc Kyrene đã vác đỡ thập giá, còn có dân chúng đi theo đông lắm. Trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc. Ở đây,
chúng ta ghi nhận sự xuất hiện của một phụ nữ tên Veronica, người mà các tin mừng không hề nhắc tới, nhưng truyền thống đã nói về bà như một phụ nữ can đảm đã không sợ quân lính, nhưng liều mạng chạy ra lau khuôn mặt đầy máu, mồ hôi và nước mắt của Đức Giêsu với thập giá nặng trên vai, đang lê từng bước nhọc mệt lên đồi chịu chết. Sự tích về bà Veronica được viết lần đầu tiên trong Ngụy Phúc Âm của Nicodemo vào thế kỷ thứ 5, và nghĩa cử bà làm cho Đức Giêsu đã được chọn làm đề tài suy gẫm ở chặng thứ 6 của đàng thánh giá, cũng như tấm khăn có hình khuôn mặt chịu nạn của Đức Giêsu mà truyền thuyết cho là của bà đã được giữ tại đền thờ thánh Phêrô ở Roma từ thế kỷ thứ 8. Hôm nay viết về khuôn mặt của con người và khuôn mặt của Đức Giêsu Thiên Chúa làm người, tôi nhận ra nhiều điều mà trước đây tôi không hề nghĩ tới. Thứ nhất, rất cần các khuôn mặt tốt đẹp để sống và thành công. Trong thực tế, người ta không thể chối cãi những thuận lợi của người có khuôn mặt dễ mến, dễ gần, và xác suất thành công của những người có khuôn mặt đẹp, xinh xắn, hiền lành, phúc hậu cao hơn những người bị trời bắt xấu rất nhiều. Thứ hai, người ta làm xấu mặt nhau rất nhiều. Ngoài những nguyên nhân như thiên tai, chiến tranh, tai nạn, bệnh tật làm xấu đi khuôn mặt vì biến dạng, còn một nguyên nhân quan trọng và đáng lo ngại khác, đó là bạo lực phát sinh từ lòng ganh ghét, hận thù. Nhìn những khuôn mặt kinh dị vì bị tạt axit trong những vụ đánh ghen kinh hoàng hàng ngày được tung lên mạng, hay những khuôn mặt bị đâm chém nát bươm do đòn thù, hay băng đảng đỏ sức thanh toán nhau vì tranh giành địa bàn, vùng kiểm soát, chúng ta thấy vô số những khuôn mặt vốn xinh đẹp, khôi ngô tuấn tú, dễ coi dễ nhìn, nay bị tàn phá hủy hoại đến không còn hình dạng con người. Thứ ba, ngoài khuôn mặt thể lý, còn khuôn mặt tinh thần cần phải được bảo vệ. Khi nói đến khuôn mặt, chúng ta chỉ nghĩ đến khuôn mặt thể lý mà quên khuôn mặt tinh thần, trong khi khuôn mặt tinh thần còn ngàn lần quan trọng hơn khuôn mặt thể xác. Bởi khi bị người khác làm mất mặt, khi không còn mặt mũi nhìn ai nữa, khi mối mặt với mọi người, khi bị thiên hạ chửi thối mặt và bị xếp vào hạng mặt dày như mặt đường, khi khuôn mặt bị người chung quanh bôi trò chát chấu hay bị cấp trên bôi nhỏ tàn nhẫn phũ phàng, chúng ta sẽ không còn tự tin để ngước nhìn đời, sẽ mất niềm kiêu hãnh cần thiết để ngẩng cao đầu nhìn người. Nhưng nặng chữ gánh mặc cảm của tủi buồn lầm lũi trong đời trước cái nhìn khinh miệt của người chung quanh. Trong đời sống xã hội, người ta thường dùng chiêu độc giết chết tinh thần nhuệ khí của nhau, hãm hại cuộc sống bình an của nhau, làm đổ vỡ hạnh phúc của nhau bằng làm mất mặt nhau, làm xấu mặt nhau, làm dơ dáy mặt nhau, làm nhục mặt nhau, làm vỡ mặt nhau. Bởi đây là cách thức đốn hạ đối phương dễ dàng, nhanh chóng, hữu hiệu và bớt tốn kém, lại vô tội vạ hơn cả. Để làm mất mặt ai, chỉ cần vài dòng bôi bác vu không tung lên mạng. Để làm muối mặt ai, chỉ cần cầu thả ngoạch ngoạc, thư rác đặc danh với những tố cáo hồ đồ, vô căn cứ. Để bôi nhọ ai, chỉ cần bâng quơ phê phán đời tư, nửa thật nửa giả bình luận về gia đình, việc làm, hoặc vô trách nhiệm đưa ra một nhận định hiểu sao cũng được, cắt nghĩa thế nào cũng đúng về đời sống luân lý đạo đức của đối tượng mà mình muốn đánh gục. Vâng, trong một xã hội nhiễu như đạo đức suy đồi, thiếu tình người, cạn kiệt lòng thương xót và các đức tính nhân bản như lương thiện, công bằng, hiền lành, khiêm tốn, biết ơn bị coi là đồ xa xỉ, lạc hậu, không cần thiết, người ta sẽ tự cho phép sử dụng bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào để nhẫn tâm làm tổn thương, nhơ nhuốc, dơ bẩn, méo lệch, rạn nứt, vỡ vụn khuôn mặt đáng yêu, dễ thương, tươi đẹp của người khác, phần lớn chỉ vì ghen ăn tức ở. Khi nhớ về nhiều khuôn mặt đau khổ,
trong đó có khuôn mặt nam cháy gan lì chịu đựng của em, của chị, của bạn. Nhất là những khuôn mặt dị nhân dị dạng trên thân xác hằn sâu bệnh tật, tai nạn chiến tranh. Bên cạnh đó là những khuôn mặt tinh thần bị rạch nát tím bầm, mang đầy thương tích của ganh ghét hận thù, quyền lực bất chính. Tôi cần phải tự vấn lương tâm và khai quật ý thức quá khứ để biết mình có tiếp tay, nhúng tay hay đã tự ý ra tay đánh vỡ mặt, làm mất mặt, bôi cho chất chấu lên khuôn mặt của ai bao giờ không. Tôi cần làm công việc tự kiểm này vì rất có thể tôi đã ỷ quyền dựa thế lên mặt và đập vỡ mặt nhiều người anh em yếu đuối, cô thân cô thế, chỉ vì họ làm rách việc của tôi, vì sự ngây ngô dốt nát của họ. Có thể tôi đã nhân danh khuôn mặt tuyệt vời mỹ miều của Thiên Chúa để làm mất mặt người anh em thấp cổ bé miệng, mặt mũi lem lúc quê mùa, chót một lần lầm lỗi đã khiêm tốn áp mặt tận bàn chân tôi để này xin được khoan hồng tha thứ. Có thể tôi đã hèn hạ giấu mặt để ném đá cho bề mặt người tôi không ưa, không đồng quan điểm. Và càng xét mình, tôi càng thấy mình ở trong những có thể khả thể, đáng trách, đáng buồn ấy. Đêm đã khuya, cùng giáo hội, chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai mang khuôn mặt xấu xí khó ưa và những người bị đời dùng tay tát, dùng dao rạch, dùng kéo cắt, dùng súng bắn, dùng vu khống bôi bẩn, dùng tin đồn sát muối cả khuôn mặt thân xác lẫn khuôn mặt tinh thần. Và xin Chúa dạy chúng ta biết chiêm ngắm khuôn mặt của Đức Giêsu của tuần hương khó. Khi bị hỏi cung tra tấn ở dinh Caipha và Phi-la-tô, mặt mũi sưng vù méo sạch vì những cú đấm, tím bầm vì roi vọt, rớm máu vì gai nhọn đâm thâu. Và xin cho chúng ta đừng quên, đây mới chính là khuôn mặt cứu độ của Thiên Chúa làm người. Và chỉ qua những khuôn mặt lem luốc nhục nhằn, loang lổ khổ đau, lênh láng mồ hôi nước mắt và máu của nhẫn nhục thứ tha và hy vọng trên thân xác và trong tinh thần của những người bé nhỏ nhất trong những người bé nhỏ, chúng ta mới thực sự gặp được Chúa và có Chúa trong đời.